Hello, chào các bạn, mình là Duy. Chúng ta sẽ đến với một cái chuỗi nhiệm vụ giúp chúng ta nhận được 120 ngân thạch. Chúng ta sẽ nhận được 4 cái nhiệm vụ nhỏ trong cái nhiệm vụ vấn đề này lan sang vấn đề khác nhé. Cách để các bạn nhận được cái chuỗi nhiệm vụ này thì các bạn đến cái điểm di chuyển chỗ này nhé. Đây chỗ này. Ban đầu ấy thì mình nhận được bằng cách là mình đi nhặt hỏa thần đồng đó. Sau đó là lỡ nhận được luôn. Cái này thì các bạn nào mà đã nhặt hỏa thần đồng rồi thì kiểu gì cũng nhận được nhiệm vụ này. Sau đó là các bạn có thấy cái khinh khí cầu và cái vòng này không? Đây này. Nhiệm vụ các bạn chính là bay vào trong cái vòng đấy. Thế thôi. Ban đầu nó sẽ có một cái hỏa thần đồng ở bên trong này này. Đấy. Sau khi chúng ta bay đến gần để nhặt cái hỏa thần đồng ấy, nó sẽ kích hoạt luôn cái nhiệm vụ. Các bạn chỉ cần đến gần này, quay qua. Đấy, như vậy là xong. Cái nhiệm vụ nó sẽ tự bật lên cho các bạn. Một anh giai sẽ phi ra nói chuyện các thứ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái nhiệm vụ 1 luôn. Cũng gần đấy luôn anh em ạ. Nó là cái cục này. Chúng ta sẽ đến đây và tương tác. Cái nhiệm vụ này chủ yếu là liên quan đến cái vấn đề là bay lượn. Ấn vào đây nó sẽ đưa chúng ta lên trên chỗ cái chị gái đang vẫy cờ này. Chúng ta sẽ đến làm cái nhiệm vụ nhỏ đầu tiên là sự việc luôn đến bất ngờ. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này trước. Nó sẽ có 3 cái nhiệm vụ nhỏ bên trong cơ. Đó. Đoạn này chúng ta sẽ cần phải đua thôi. Đến con chim này hoặc là sử dụng Chatka. Các bạn sử dụng con chim này đi, mình cảm giác bay còn dễ hơn Chatka. Chatka bay nhanh hơn thôi. Ok ok, nướt. Cái vòng này thì đánh thường này, đó. Đánh thường này. Để nó đục xuyên qua khúc. Đánh thường tiếp này. Chatka thì mình chưa thử nó là cách gì. Bắn à. Hạ cánh này, ok. Sau khi chúng ta hạ cánh thành công thì chúng ta sẽ xuống nói chuyện anh dài này chỗ này tiếp. Với cả cái cậu bé này. Thế thôi, chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ 1 rồi. Chúng ta chỉ cần mở cái dương này nữa là xong. Dương rồi cho người chiến thắng. Phần thưởng, ok. Chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ 1 nha. Chúng ta đến với nhiệm vụ 2 thôi. Đây, nhiệm vụ 2 đây. Thời hạn 24 giờ. Các bạn ấn theo dõi là sẽ dẫn chúng ta đến cái khu vực gần thần tượng này. Các bạn sẽ di chuyển đến thần tượng và chạy đến thôi. Những cái nhiệm vụ nhỏ này thì nó cũng dễ à. Nó không khó đâu. Đến đoạn này thì các bạn sẽ cần phải đổi đồng hồ nha. Đổi đồng hồ sang tối hôm sau. Đây. Các bạn đổi đồng hồ sang tối hôm sau, 8 giờ tối hôm sau, 20 giờ đấy. Thì các bạn tiếp tục là ngồi đợi thôi. Ấn vào ngồi này. Ấn ngồi xong này sẽ xuất hiện một cảnh này. Có những cái con quái với cả mấy con pet đang canh giữ. Các bạn sẽ cần phải trà trộn vào bên trong cái đội này. Chạy ra chỗ này nha. Chỗ cái cầu này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái con rơi này. Các bạn có thể nhập được con rơi anh em nhé. Đấy. Các bạn nhập vào những con rơi to này này. Ok. Mấy con rơi bé này nó không nhận ra đâu nhé. Chỉ có những con rơi to nó nhận ra đấy. Đi làm sao né vào nó ra. Ok. Đến đoạn này thì các bạn chờ thôi. Không phải chờ nhé các bạn. Đến đoạn này các bạn sẽ sử dụng kỹ năng con rơi này. Hút cái cục bánh quy. Mà trước đó thì các bạn biến cho mình cái con rơi mà nó đứng ở trên tường canh này này, con này này. Biến đi con này. Sau đó các bạn sử dụng kỹ năng hút cái bánh quy này trên tường này, vứt ra. Kiểu dụ ấy, mồi dụ mấy con bé này tránh đường ấy. Hút này. Vứt ra này. Đó, xa xa tí để cho nó đi ra đấy. Nó đi bộ ra nó nhìn. Đó, mấy con này, nhỏ này dễ lừa lắm. Bây giờ các bạn sử dụng kỹ năng chiếu vào tường này. Ok. Mấy cưng đã bị lừa. Các bạn sẽ đi vào trong. Đoạn này thì chúng ta sẽ có một đoạn điện thoại thôi. Các bạn cứ làm theo đoạn điện thoại hướng dẫn là được. Ra ngoài này. Nói chuyện thêm xíu nữa. Sau đó là các bạn sẽ đến cái vị trí khác. Cái vị trí mà lúc nãy chúng ta nhận thưởng ấy.
quay về nói chuyện với cái đội ở nhà. Này, quay về nói chuyện với cái cậu bé lúc nãy. Nói chuyện xong thì chúng ta sẽ kết thúc nhiệm vụ 2 và nhận thêm nguyên thạch nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ số 3 nha. Nhiệm vụ số 3 thì nó sẽ không tự bật lên như nhiệm vụ 2. Các bạn sẽ cần phải dịch chuyển đến chỗ cái điểm dịch chuyển chỗ này, chỗ khu vực nhà của chủ nhân gió đêm ấy. Tới nơi thì nó sẽ có một cái con rơi ra đón tiếp chúng ta. Đây, là ông cháu này. Các bạn sẽ đi theo nha. Chúng ta sẽ có một vài đoạn hội thoại nhỏ thôi. Các bạn ấn X đi. Các bạn đã thấy là chúng ta xuất hiện cái nhiệm vụ là cuộc thi bay và bằng chứng ngoại phạm. Đây là nhiệm vụ nhỏ thứ 3 nha. Mỗi nhiệm vụ nhỏ chúng ta 30 nguyên thạch nhá. 30 nguyên thạch, ngon ngon ngon. Chúng ta đến cái vị trí khu vực hội hoa vũ này. Bay lên trên cao kia. Trên kia là cái khu vực giải thi đấu bay lượn, cuộc thi đấy. Các bạn sử dụng cái con này. Ăn cái cục hỏa vào xong nhá. Cục năng lượng đấy để các bạn có thể bay. Đấy, thì vừa bay vừa ăn cái cục đấy. Để cái thanh năng lượng nó không bị mất. Các bạn ấn bay cao lên nha. Bay, bay lên. Đó, ok. Đây. Cao thế này mà đám trẻ này nó leo lên kiểu gì ta. Ok, đến đoạn này thì các bạn sẽ nói chuyện với chị gái này. Nói chuyện xong thì chúng ta bắt đầu hoàn thành khiêu chiến. Cái này thì các bạn làm 1-2 lần các bạn quen à. Mấy cái cục mà có viên đá ở giữa các bạn đánh thường nhá để húc qua. Ok. Tiếp tục này. Mỗi lần bay qua cái vòng này các bạn sẽ nạp đầy năng lượng nhá. Đó. Ok ok, né né mấy cái cục đá này đi. Đoạn này là hạ cánh nha. Phi đồng đất luôn. Đó, sau khi các bạn hoàn thành khiêu chiến xong. Chiến thắng. Đến đoạn này thì chúng ta sẽ nói chuyện một xíu. Nói chuyện một xíu với cái đoạn này nhé. Các bạn sẽ thấy là có cái đoạn mấy ông cháu đang ngoánh nhau ở chỗ này. Các bạn ra dẹp loạn. Thế là xong. Ok. Dẹp loạn xong thì tiếp tục ra nói chuyện. Rồi. Tiếp tục nè. Chúng ta đã đi tìm cái bằng chứng ngoại phạm của chúng ta. Một cái... Đây, các bạn đứng ở đây thôi nhé. Các bạn đứng đây chờ một lúc. Cái con pet của chúng ta đến nó đào lên. Phát hiện một cái gì đó. Thế thôi, chúng ta đến đoạn này chúng ta kết thúc nhiệm vụ nhé. Đó, chúng ta kết thúc nhiệm vụ bằng chứng ngoại phạm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trực tiếp cái nhiệm vụ số 4, nhiệm vụ cuối cùng. Nó sẽ tự bật lên ở chỗ này luôn. Đây là cái nhiệm vụ này. Tạm biệt nhé. Chiếc bánh quy cuối cùng. Đó. Các bạn sẽ đi lên đây. Đoạn này chúng ta sẽ cần phải trà trộn vào doanh trại nhé. Cái doanh trại này nó rất là nhiều mấy cái con rơi. Rơi canh ngư giữ. Nên các bạn sẽ cần phải biến. Các bạn leo lên trên cái cọc này. Ở trên cái cột này nó sẽ có một cái... biến hình con rơi. Ở cái doanh trại này thì các bạn không thể nhập vào mấy con rơi có sẵn đấy nhé bạn. Các bạn sẽ không nhập vào được. Nên là các bạn sẽ phải nhập con rơi từ trên cao. Sau đó là đi di chuyển làm sao đó không bị phát hiện là được. Đó, ok. Các bạn sẽ đứng đợi ở đây. Các bạn sẽ đợi cái đội này nó đi bộ vào trong hang. Đấy.
cửa hàng đang bị khóa đúng không? Các bạn chỉ cần đợi đội này đi đến gần nó sẽ tự mở ra. Đấy, từ từ. Đó, nó mở ra như này thì các bạn sẽ tranh thủ các bạn đi vào. Bay lên trên cao này. Nó đi vào. Ok. Rồi bên trong này các bạn sẽ gặp một cái con chim con, chim non. Nói chuyện ba la bê lê một xíu. Sau đó là mình sẽ dẫn con chim này ra ngoài. Đi ra ngoài. Gọi là kiểu như là tìm đường thoát ấy. Chị gái này biết chúng ta đến cứu rồi nên là được đợi sẵn ở ngoài. À, chị gái này là buôn bán, thương nhân buôn bán mấy con chim này. Đoạn này thì chúng ta sẽ có một cái cuộc giao chiến giữa chị gái này và chúng ta. Giao chiến kiểu dạng Pokemon ấy. À, chơi theo lượt đấy em ạ. Các bạn sẽ sử dụng mấy cái kỹ năng này, tấn công, phòng thủ, đạo cụ các thứ này. Các bạn ấn kiểu gì cũng được nha. Mình thấy ấn cái gì cũng không quan trọng đâu. Đoạn này mình ấn kiểu gì cũng không quan trọng nha bạn. Nó sẽ xuất hiện một cái đạo cụ này. Các bạn cứ sử dụng cái đạo cụ đi. Ok, con kia bị dụ rồi. Các bạn cứ sử dụng cái đạo cụ nhé. Xong, chiến thắng chúng ta sẽ nhận được một cái thành tựu. Cuộc chiến của Pokemon. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về nhé. Quay trở về cái khu vực cậu bé kia kìa. Đó, về đây. Ở đây thì mấy đội này đã đợi chúng ta sẵn đây rồi. Hello, đấy. Nói chuyện một xíu xong chúng ta kết thúc nhiệm vụ, nhận thành tựu và cũng như là số nguyên thạch cuối cùng trong cái nhiệm vụ này. 4 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ 30 nguyên thạch, chúng ta nhận được thêm cả 2 cái thành tựu này nữa. 120 nguyên thạch và 2 thành tựu. Quá ngon, một cái chuỗi nhiệm vụ không dài. Tầm 20 phút là chúng ta làm xong hết rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video mình. Nếu thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ mình ra các video sau. Giờ thì tạm biệt mọi người.